Hello, xin chào tất cả các bác quay trở lại với kênh Di động MV, chuyên mua bán trao đổi điện thoại cũ giá rẻ. Địa chỉ cửa hàng em là ở 111 Triều Khúc, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ thì là 0911003229. Bên em chỉ dùng duy nhất một số điện thoại này thôi các bác nhé. Thì chúc các bác một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Thì bác nào là đầu tiên xem kênh của em thì các bác cho em một nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên. Hàng ngày thì bên em sẽ có những cái điện thoại thanh lý giá rẻ sẽ giới thiệu đến các bác nhé. Thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác một dòng điện thoại, những cái cây máy em mới về và những cái cây máy cũ. Thì bác nào thấy cây nào phù hợp thì các bác có thể liên hệ bên em để đặt hàng. Bên em để ship trên toàn quốc luôn, đã bán cho rất nhiều bác rồi. Bác nào ở xa thì em ship đến tận nơi. Các bác cọc trước cho bên em 100-200 nghìn để tránh gọi đặt đơn ảo thôi, sau đó em sẽ ship đến các bác. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu ngay về những dòng điện thoại mà em đang có đây. Đầu tiên em sẽ giới thiệu đến các bác một con iPhone X bản quốc tế 256GB. Cây này thì máy là pin 98%, full tất cả mọi chức năng nhé. iPhone X này, máy này hình thức thì đẹp tầm 95%, máy zin nguyên bản luôn, đẹp 95% nha các bác nhá. Tất cả mọi chức năng là hoạt động ok hết này, iPhone X 256GB. Đấy, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, chỉ mỗi là thay pin mới 100% thôi, còn lại Face ID các kiểu đầy đủ hết các bác nhá. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu nhanh, vắn tắt để cho các bác xem cho nhanh nhá, vì cái lượng máy rất là nhiều. Thế nên nếu mà giới thiệu chi tiết quá ấy, thì là sẽ không đủ thời gian. Đấy thì em sẽ giới thiệu nhanh thôi. Cây X này 256GB, máy full tất cả mọi chức năng, pin 98%. Đấy, em thanh lý là 5.200.000 nha các bác nhá. 5.200.000 cho bản iPhone X 256GB. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác ba cây iPhone XS này. XS em mới về được 3 cây, một cây màu đen, một cây màu vàng và một cây màu trắng. Ba cây này hình thức thì là đẹp tầm 95%, máy thì là zin nguyên bản 100% nha các bác nhá. Zin nguyên bản luôn, iPhone XS. XS này thì các bác sẽ dùng được hai SIM hai sóng. Đầu tiên em sẽ quay chi tiết từng máy một. Đầu tiên là máy đen trước này. Máy đen hình thức rất là đẹp nha các bác nhá. Hình thức máy đen rất là đẹp này. Máy này thì hiện tại thì tất cả mọi chức năng hoạt động hoàn hảo hết. Đấy, tất cả mọi chức năng ok, bản quốc tế Mỹ 64GB, bản quốc tế 64GB nha các bác nhá. Hiện tại pin của nó đang là, cây đen này đang là 80% pin zin, tất cả mọi chức năng là ok. Máy này em thanh lý 5.400.000 nha các bác nhá. Riêng cây đen này 5.400.000. Đấy, 5.400.000 cây màu đen này này. Cây màu vàng thì Face ID các kiểu đầy đủ này, bản quốc tế. Đấy, cây này thì em thanh lý 5.500.000 nha các bác nhá. 5.500.000 cây iPhone XS bản quốc tế 64GB. Tất cả mọi chức năng là hoạt động ok hết này. Tiếp theo em giới thiệu đến các bác một cây iPhone XS này, bản quốc tế 64GB, pin 87% nhá, full tất cả mọi chức năng này. Hình thức thì máy này đẹp tầm 95%, máy zin nguyên bản nha các bác nhá. Face ID đầy đủ hết này, camera các kiểu ngon lành nhá. iPhone XS 2 SIM 2 sóng bản quốc tế 64GB. Hiện tại thì máy này đang là pin của nó đang là pin zin 87%. Đấy, pin zin 87% nha các bác nhá. Camera các kiểu ngon hết này. Đấy, cam sau cam trước ngon này. Nói chung là đầy đủ mọi chức năng. Máy iPhone XS màu trắng này em thanh lý 5.600.000 nha các bác nhá. 5.600.000. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây iPhone 11. 11 em mới về được một cây màu xanh ngọc rất là đẹp này. Màu xanh ngọc bản quốc tế 64GB, pin 88%, full tất cả mọi chức năng nhá. iPhone 11 màu xanh ngọc, đẹp 98%, máy zin, men zin, màn zin, pin zin luôn nha các bác nhá. Đấy, đẹp 98%. Tất cả mọi chức năng ok, Face ID đầy đủ hết nha các bác nhá. Đấy, hiện tại pin cây này là 88% này. Đấy, bản quốc tế 64GB. Quốc tế 64GB này. Máy quốc tế thì em sẽ báo quốc tế chọn đời máy cho các bác nhá. Đầy đủ mọi chức năng, camera ngon này, nói chung là iPhone 11 này dùng rất là ok. Máy 2 SIM 2 sóng đầy đủ hết. Đấy, màn đẹp không có ám ố đi hết cây này nha các bác nhá. Hiện tại thì dòng này em thanh lý cho các bác là 7.900.000, 7.900.000 một cây iPhone 11 màu xanh ngọc này luôn. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây màu đen. Đấy, bác nào không thích màu xanh ngọc thì các bác lựa chọn cây màu đen này. Cây màu đen này thì bản quốc tế 64GB, pin 85%, full tất cả mọi chức năng. Face ID đầy đủ hết các bác nhá. Đây, iPhone 11. Dòng 11 này thì kích thước màn hình của nó sẽ là bằng con XR nha các bác nhá. Bằng con XR và máy quốc tế thì em sẽ báo quốc tế chọn đời máy cho các bác. Các bác mua iPhone thì em dùng nhiều rồi chắc bác cũng không lại nữa. Một số bác thì mua thì lần đầu mua thì em giới thiệu như sau. Ví dụ như tất cả những cái máy iPhone nhà em gửi đi ấy, em sẽ cài tài khoản iCloud vào đây này. Đấy, cài tài khoản iCloud vào đây để khi gửi đi tránh một số đối tượng là cháo hàng thôi. Đấy, sau đó khi nhận hàng xong thì em sẽ gỡ iCloud từ xa cho các bác nhá. iPhone 11 này, bản 64GB máy quốc tế, tất cả mọi chức năng hoạt động ok. Đấy, camera nói chung là ngon lành hết, mọi thứ ok hết nha các bác nhá. Máy này thì em thanh lý cho các bác là 7.900.000 dòng iPhone 11.
Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây Oppo. Đây nha, cây Oppo này là cây Oppo Phoenix 2. Đấy, máy này mới về. Cây Oppo Phoenix 2 này thì nó đắt giá nhất là cái màn hình các bác ạ. Cái màn hình của nó rất là đẹp. Màn hình của nó là màn Super AMOLED 6.7 inch 2K luôn các bác nhá. Cây này màn hình 2K luôn. Các bác nhìn cái màn hình của nó rất là đẳng cấp luôn. Màn tràn viền này. Đây này. Màn tràn viền cong như này nha các bác nhá. Đấy. Oppo Phoenix 2. Đây em sẽ vào giới thiệu điện thoại cho các bác xem này. Đây là con Oppo Phoenix 2 này. Bộ nhớ trong là 256GB. Chạy qua chip Snapdragon 865 nhá. Đấy, RAM 12GB cộng với 3GB nữa, RAM 15GB luôn các bác nhá. Đang chạy phiên bản Android 12. Nói chung cấu hình của con này rất là cao, màn đẹp, màn Super AMOLED 2K luôn nha các bác nhá. Công nghệ màn hình của nó quá là đẳng cấp luôn. Đây nó là cái dòng Oppo Phone này, Oppo Phone này thì là nó là một trong những cái dòng flagship của dòng Oppo rồi. Nên là hoàn thiện về đẳng cấp của nó rất là ok. Cái này thì camera các kiểu là camera 3 chế độ này. Đấy, góc siêu rộng, góc hẹp, góc bình thường, cam trước này. Đấy, hoàn ảnh hết các bác nhá. Máy này thì hiện tại thì hình thức của nó thì hơi phẩy một chút. Đây, hình thức bên trên thì hơi phẩy một tí đây. Nói chung là các bác về dùng của ốp là ngon lành thôi. Máy này thì mua cái ốp 20-30 nghìn là xong các bác nhá. Đấy, viền phẩy đây. Nói chung máy này là lưng đẹp. Lưng là lưng zin đẹp. Lưng zin đẹp nhá, không có xước sát gì hết. Vì cái lưng này còn lưng chống xước các bác ạ. Cái lưng này của nó là lưng chống xước. Đấy, lưng đẹp, màn đẹp. Chỉ có mỗi cái viền là nó phẩy, nó xước như này thôi nhá các bác nhá. Đấy, viền xước như này. Thì em thanh lý là 6.900.000. 6.900.000 cây Oppo Phoenix 2 này nha các bác nhá. Phoenix 2 6.900.000 luôn. Bây giờ các bác bỏ mới ra để mua mới một cây này ấy, ít nhất phải mười mấy triệu nha các bác nhá. Mười mấy triệu một cây Oppo Phoenix 2 này đấy. Cây này thì nó là đẳng cấp rồi. Oppo Phoenix 2. Đấy. Máy màn to mà trông nhìn cực kỳ là sướng luôn các bác nhá. Phoenix 2 6.900.000. Tặng cho các bác là sạc cáp. Sạc cáp thôi các bác nhá. Cây nào có gắn màn hình thì em tặng, còn không thì cây này em chỉ có tặng được sạc cáp thôi. Và miễn phí tiền ship thì 30.000 tiền ship. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây một máy Samsung Samsung này M20. M20 thì máy này hình thức của nó cũng hơi cũ, được tầm 90% nha các bác nhá. Máy 90%, khay sim nó bị vỡ một tí như này, nói chung chả ảnh hưởng gì hết, khay sim vẫn rút ra rút vào bình thường. Đấy, vẫn cắm sim rút ra rút vào bình thường. Cây này là cây Samsung M20, màn thì đẹp, màn đẹp này, không có ám ố, không có xước sát gì hết, màn đẹp. M20 này thì được trang bị là RAM của nó là 3GB và bên trong là 32GB. Đấy, 3/32, được trang bị viên pin thì gọi là quá là ưu ái luôn, viên pin 5.000 các bác nhá. Viên pin 5.000. Nói chung các bác dùng cái viên pin này thì các bác cứ dùng thoải mái tầm đôi ba ngày mới hết được. So Samsung M20. M20 này thì là máy này, nó là máy 2 sim 2 sóng đầy đủ hết. 2 sim 2 sóng này. Đấy, Samsung M20, 2 sim 2 sóng, hàng chính hãng của Samsung nhá. Hiện tại thì cây này em đang thanh lý cho các bác là 1.500.000. 1.500.000 cây Samsung M20 này các bác nhá. Đấy, 1.500.000. Rất là rẻ thôi. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây Oppo. Cây này là cây Oppo A5s. Đấy, Oppo A5s này thì máy là chính hãng của Oppo, hình thức thì đẹp tầm 90%. Đấy, hình thức đẹp 90% nha các bác nhá, không có cấn móp gì hết. Nói chung là tương đối là ok, máy lướt. Máy này thì là 2 sim 2 sóng đầy đủ, RAM 3 và bộ trong là 32GB, cũng cấu hình thì nó cũng ngang ngang với cái con Samsung M20 kia. Đấy, Oppo A5s nha các bác nhá. Đấy, RAM 3 32GB. Máy thì nói chung xem như con M20 thôi. Đầy đủ mọi chức năng Oppo A5s. Cây này em thanh lý cho các bác cũng là 1.600.000 nha các bác nhá. 1.600.000 cây Oppo A5s. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến các bác một cái dòng điện thoại là iPhone 11 Pro Max nhá. Bác nào quan tâm đến cái dòng iPhone 11 Pro Max thì xem cái đoạn này. iPhone 11 Max em mới về được một cái lô là 4 cây màu, một cây màu vàng này, màu xanh và màu đen, đều đầy, nói chung là đầy đủ các màu. Màu vàng này thì là bản, đều là bản quốc tế 64GB, máy zin tất cả 100% nha các bác nhá. iPhone 11 Pro Max này, đây là một cây màu vàng gold. 11 Pro Max 64GB, pin 84% này. Máy này thì hình thức thì zin nguyên bản luôn, chỉ có điều là viền nó hơi phẩy thôi, 4 cây đều là viền hơi phẩy các bác nhá. Thế nên là giá nó sẽ rẻ hơn bình thường rất là nhiều. iPhone 11 Pro Max bản quốc tế. Đây, em sẽ giới thiệu về cái hình thức cho bác xem trước. Vì cái dòng này giá trị nó cao thì em sẽ giới thiệu hình thức trước này. Đấy, viền nó phẩy như này các bác nhá. Viền nó phẩy này. Đấy, nó xước viền như này. Các bác nhìn kỹ đây. Đấy.
Nói chung là đằng nào thì cũng dùng ốp lưng thôi, cái viền phẩy thì cũng không quá quan trọng lắm các bác nhé. Hiện tại thì dòng này máy zin nguyên áp nguyên bản luôn 100%, lưng là lưng zin luôn các bác nhé, lưng zin luôn, không vết xước nào luôn, lưng thì lưng đẹp, màn đẹp này, màn cũng màn ok đấy, màn zin nguyên bản, màn hãng các bác nhé, không phải màn lô màn thay gì hết, cây nào thay màn thì em bán giá cực kỳ rẻ luôn đấy, như mấy cây trước em thay màn zin lô ấy, thanh lý giá cực kỳ rẻ. iPhone 11 Pro Max bản Mỹ 64GB, máy quốc tế. Máy quốc tế là em sẽ bao trọn đời là quốc tế. Hiện tại thì cây màu vàng này pin đang là 84%. Đấy, pin zin các bác nhá. Pin zin. Hình thức thì viền phẩy, lưng màn đẹp. Cây này em thanh lý cho các bác là 11.200.000. 11.200.000 nhá. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu để có một cây iPhone 11 Pro Max bản 64GB màu xanh rêu. Cây này thì hình thức của nó thì viền cũng phẩy nhá các bác nhá. Đây này, viền phẩy này. Đấy, viền phẩy xước này. Lưng thì đẹp này, lưng đẹp không có vết xước nào hết nha các bác nhá. Đấy, lưng đẹp không có vết xước nào hết này, đẹp chi tiết luôn nhá. Đấy, lưng thì là lưng zin, đẹp. Máy thì là viền phẩy thôi, màn đẹp và lưng đẹp. Zin nguyên bản 100% luôn, máy men zin, màn zin, pin zin, tất cả mọi thứ đều ok. Cây này là iPhone 11 Pro Max này, bản Mỹ này, 64GB, máy quốc tế. Máy quốc tế này em sẽ bao trọn đời là quốc tế, pin cây này đang là 85% pin zin. Đấy, pin zin 85% nha các bác nhá. Tất cả mọi chức năng là hoạt động ok hết này, camera 0.5 này, cam 2x này, cam trước này. Cây này thì hiện tại em thanh lý là 11.200, thanh lý đang đồng giá luôn các bác nhá. Cây này cũng thế, cây này là Pro Max 64GB màu xanh rêu. Đấy, máy màu xanh rêu nha các bác nhá. Màu xanh rêu này thì hiện tại pin đang là 90%, cây này pin 90%. Hình thức thì máy này đẹp hơn, máy này viền cũng phẩy nhưng mà phẩy nhẹ thôi các bác nhá. Phẩy cũng nhẹ thôi. Đấy, iPhone 11 Pro Max bản quốc tế 64GB. Face ID đầy đủ hết này, mọi chức năng hoạt động ok. Bác nào mà quan tâm thì các bác cứ nhắn tin qua Facebook hoặc Zalo cho em. Em sẽ gọi video quay chi tiết cho các bác, hoặc là em sẽ chụp ảnh quay video chi tiết cho các bác nhá. Máy thì có sao trình bày luôn cho các bác như thế. Cây này là 11 Pro Max bản Mỹ 64GB này, máy quốc tế. Đấy, pin hiện tại lên tới 90% pin zin luôn các bác nhá. Cây này em thanh lý là 11.500.000. 11.500.000 cho cây pin 90% này. Đấy, 90%. Máy rất là, cây này thì viền cũng viảng, nó chỉ phải nhẹ thôi chứ nó không phải nhiều như cái hai cái kênh kia. Đấy, nói chung là phải một chút. Em thanh lý 11.500.000 nhé các bác nhá. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây màu đen này. Cây màu đen này là bản quốc tế 64GB. Đây, chủ yếu là quay về hình thức cho các bác xem thôi. Viền nó phải nhá các bác nhá. Nói chung là hàng phải viền. Đây, hàng phải viền như này. Đấy. Thanh lý cây này 11.200.000. 11.200.000 các bác nhá. Máy thì full tất cả mọi chức năng và zin nguyên bản luôn các bác nhá. Đấy, zin nguyên bản luôn. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một con iPhone XS Max màn lô. Con iPhone XS Max màn lô này em còn một cây duy nhất bản quốc tế 64GB, pin 85%. Cây này thì hình thức vỏ viếc của nó cũng khá là đẹp, nó chỉ phải nhẹ một tí này. Nói chung là cây này hàng phải nhẹ này nha các bác nhá. Phải nhẹ như này này. Đấy, viền cũng ok. Màn thì thay màn lô đẹp tầm 8/10 so màn zin. Nói chung là các bác không kinh nghiệm thì chắc các bác cũng không biết. Nhưng mà cửa hàng em bán thì máy nào thay màn thì em bán giá rẻ thay màn, còn máy nào màn zin thì em bán màn zin nhá. Cây này em thanh lý 5.500.000. 5.500.000 một cây iPhone XS Max bản quốc tế 64GB, máy thay màn hình lô rồi. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến các bác một cây iPhone XS Max nữa, là cây này bản quốc tế 64GB. Cây này full tất cả mọi chức năng, zin nguyên bản 100%, chưa có thay thế sửa chữa gì các bác nhá. Bản quốc tế 64GB này. Cây này màu đen rất là đẹp, màn zin. Máy này em thanh lý 7.500.000. 7.500.000 một cây iPhone XS Max này các bác nhá, 7.500.000. Cửa hàng em còn một cây màu trắng nữa, còn một cây màu trắng bản quốc tế 64GB nữa, thì cây này em cũng thanh lý lốt 7.500.000 nhá các bác nhá. Pin 85% này. Đây, hình thức cũng tương đối là đẹp. Đây, hình thức tương đối là đẹp nha các bác nhá. Đấy, tương đối là đẹp. Máy thì là zin nguyên bản, men zin, màn zin, pin zin. Pin hiện tại đang là 85% pin zin nha các bác nhá. Máy này em thanh lý cho các bác là 7.500.000. Tiếp theo thì xem dòng iPhone, em còn một cây iPhone 8 Plus này. 8 Plus này thì còn một cây màu vàng gold. Nó đang hết pin. Thì màu vàng gold hình thức đẹp tầm 90-95%. Nói chung là bị cấn một vết nhỏ dưới này. Đấy, cây này em thanh lý cho các bác là 4.600.000 nha các bác nhá. Hôm nay thì em đang hơi đau họng nên là em sẽ nói nhanh thôi. Em sẽ không giới thiệu nhiều. Sẽ nói nhanh thôi, bác nào yêu thích máy nào thì các bác cứ liên hệ bên em để đặt hàng. Em sẽ quay video chi tiết cho các bác khi mà các bác nhắn tin nha các bác nhá. Tiếp theo em giới thiệu đến các bác hai cây Samsung A51. Đấy, A51 thì em mới về được hai cây màu đen. Hai cây màu đen bản đều là máy chính hãng của Samsung Việt Nam, hai sim hai sóng đầy đủ hết các bác nhá.
Đây, hai sim hai sóng đầy đủ hết đây, tất cả mọi chức năng là ok. Em sẽ quay cho các bác xem. Đấy, cây này thì hai cây nào đều là bản quốc tế Samsung Việt Nam, hai sim hai sóng đầy đủ hết. Hai cây này thì là máy này chính hãng Samsung Việt Nam nha các bác nhé, chính hãng Samsung Việt Nam này. Máy kích thước màn hình của nó là 6.5 inch và RAM của nó là 6, trên bộ nhớ trong là 128GB, được trang bị viên pin là 4000. Đây, thông tin pin là 4000 nha các bác nhé. Camera góc kiểu ngon này này. Camera. Đây là cam trước này. Cam sau này. Đấy, cam sau. Cam sau góc góc rộng. Máy này thì đầy đủ mọi chức năng, full tất cả mọi chức năng các bác nhé, full tất cả mọi chức năng. Cây này em thanh lý cho các bác là 3.5 triệu một cây. Samsung A51. A51 này thì đây, vân tay này, đấy, A51, hai sim hai sóng đầy đủ hết. RAM 6 và bộ trong là 128GB. Cây này nói chung là dùng cũng rất là ok, phân khúc hơn 3.5 triệu một cây. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác hai cây iPhone, hai cây Samsung A71. A71 thì em có hai cây, một cây màu màu xanh ngọc và một cây màu đen nha các bác nhá. A71 này thì màn to, sóng khỏe pin trâu, nói chung là tất cả hội tụ đầy đủ mọi yếu tố. RAM của nó là 8GB trên 128GB này. Đấy, hình thức thì 98%. Cây này thì hiện tại em thanh lý cho các bác đồng giá là 4.700.000 một cây các bác nhá. 4.700.000 một máy, hai cây Samsung A71. Máy hình thức rất là đẹp này. Hôm nay thì em đang đau họng nên em nói nhanh thôi, không nói được chi tiết như mọi ngày. Đấy. Hai cây A71 em thì lấy 4.700.000 một cây nhé các bác nhé. Tiếp theo thì em xem còn cây nào em giới thiệu lốt. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây Oppo A520 này. Máy Oppo A520 này thì RAM 3 và bộ nhớ trong là 32GB. Máy chính hãng, hai sim hai sóng đầy đủ nhá. Cây này đang hết pin rồi. Thế em thành lý cây này là 2.300.000. 2.300.000. Cả em còn một cây iPhone 8 nữa. Còn một cây iPhone 8 nhỏ em thành lý nốt. Cây này thì máy full tất cả mọi chức năng nhá. Main zin, màn zin. Hình máy bản quốc tế 64GB. Đấy, pin hiện tại đang là thay pin EU 100% rồi. Đấy, thay pin EU 100% dung lượng. Camera ngon lành luôn, cam trước cam sau ngon lành hết các bác nhá. Máy em thanh lý cho các bác là 3 triệu tròn. Cây iPhone 8 nhỏ thanh lý 3 triệu tròn luôn. Thì bác nào yêu thích máy nào thì các bác gọi điện cho em qua cái số điện thoại Zalo là 0911003229. Các bác nhắn tin qua fanpage là Di Động MV này thì em sẽ quay video chi tiết cho các bác từng máy một mà các bác hỏi. Đấy, tại vì hôm nay thì giọng của em nó đang hơi đau họng một chút nên em không nói được nhiều. Thế là bác nào mà quan tâm cây nào thì các bác cứ nhắn tin qua fanpage cho em nhé. Em sẽ quay video chi tiết và chụp ảnh chi tiết cho các bác cây đấy. Rồi test các chức năng gì đấy thì bác cứ nhắn tin qua fanpage cho em sẽ quay video chi tiết cho các bác. Rồi xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.